Nếu như qua hai video tìm hiểu về chuột chơi game thì chúng ta đã biết làm thế nào để chọn được một chú chuột phù hợp với bàn tay, cũng như là những cái bộ phận quan trọng nhất ở bên trong cấu thành nên một chú chuột. Video này thì có thể coi như là một phần phụ lục, sẽ nói về một bộ phận nhỏ bé và được ẩn giấu phía bên dưới của chuột hầu như không ai nhìn thấy. Tuy nhiên thì nó cũng góp phần khá quan trọng vào cái trải nghiệm sử dụng của các bạn. Đó chính là những chiếc feet chuột. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi khám phá xem là tại sao chúng lại quan trọng, cũng như là những vấn đề thường gặp và cách khắc phục đối với cái bộ phận được coi là rất nhỏ nhưng lại có tác dụng rất lớn đến con chuột của bạn. Đầu tiên thì để cho các bạn chưa biết, mình sẽ giải thích sơ qua một chút về những cái miếng gọi là feet chuột. Và bây giờ mình sẽ thử lấy môn chuột cho các bạn xem. Những con chuột này thì feet chuột chính là những cái miếng nhỏ gắn ở dưới mặt đáy của chuột. Và thường thường thì nó sẽ được gắn ở các góc như là góc này, góc này, góc này. Thường thường như vậy, và có một số con chuột thì nó sẽ có một cái miếng ở giữa như là con Mamba 5G TE này. Và miếng này thì có tác dụng đó là để hạn chế ma sát và tăng độ chính xác khi sử dụng. Đầu tiên là tại sao lại hạn chế ma sát? Trước hết thì chúng ta hãy cùng giả sử đó là tất cả những con chuột trên thế giới này đều không có phần feet. Nếu như các bạn nhìn vào đây thì có thể thấy là mặt đáy của bất kỳ con chuột nào không phải là một mặt phẳng. Và thêm vào đó, chất liệu ở bên dưới của nó thường được làm là bằng nhựa. Vì thế nên là độ ma sát nó sẽ cao. Và thêm một cái vấn đề đó chính là cái phần này nó không bằng phẳng nữa, thế nên độ ma sát lại càng cao hơn. Vì thế nên khi các bạn di, kể cả trên pad chuột mềm chăng nữa thì sẽ vẫn có cảm giác khó chịu và cảm giác là hơi gợn gợn khi di. Chính vì lý do đó mà nhà sản xuất đã làm thêm miếng feet. Và như mình đã nói thì sẽ được bố trí đều các góc. Nhờ vậy mà bề mặt tiếp xúc của chuột đang từ nếu như không có feet sẽ là những bề mặt nhấp nhô thì bỗng nhiên trở thành một bề mặt phẳng. Đó là với điều kiện là những miếng feet khi mới mua về và bằng phẳng bằng nhau, rồi độ dày là như nhau. Thêm vào đó thì những cái miếng feet này thường được làm bằng các loại nhựa có độ trơn cao như là UPE, Teflon, và dị lắm thì có một số hãng họ làm bằng nhôm. Tuy nhiên thì Teflon là loại phổ biến nhất và thông dụng nhất. Phổ biến theo kiểu là ví dụ trong 100 con thì có phải đến tầm 96 cho đến 97 con là đều được làm bằng loại nhựa Teflon này. Nhờ đặc tính trơn của nó cũng như là được bố trí ở các góc, thế nên chúng ta sẽ tạo thành một mặt phẳng có ma sát giữa chuột và pad được giảm đi rất nhiều. Chính vì vậy mà bạn không có cảm giác khó chịu hay bị gợn gợn tay gì đó khi di chuột ở trên bàn di hoặc là trên mặt phẳng. Từ đó chúng ta có thể thấy đây là một thành phần rất quan trọng của chuột vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác sử dụng cũng như là độ chính xác. Thêm vào đó thì đây có lẽ cũng là bộ phận thường xuyên và gần như là chắc chắn gặp vấn đề sau một thời gian dài sử dụng chuột. Vấn đề đầu tiên mà nói đến đây đó chính là hiện tượng mòn feet. Có lẽ nếu bạn nào mà dùng chuột lâu thì sẽ gặp hiện tượng này rồi. Tình trạng hoàn hảo nhất của feet chuột là khi các bạn mới đập hộp sản phẩm ra và chưa dùng thế nào. Khi đó thì bề mặt, độ dày các feet đều là như nhau. Tuy nhiên thì sau một thời gian sử dụng, kể cả khi là các bạn sử dụng trên pad mềm hoặc pad cứng, thì sẽ dẫn đến hiện tượng đó là bề mặt feet bị mòn đi. Và tất nhiên là bề mặt của nó sẽ không mòn giống nhau bởi vì mỗi người lại có một kiểu cầm chuột cũng như là kiểu tác động lực lên chuột khác nhau. Ví dụ như chẳng hạn như mình thì mình có kiểu cầm chuột là phần mình ấn ra phía sau. Vì vậy cái phần feet phía sau này sẽ phải chịu lực nhiều hơn, thế nên là nó có thể mòn nhanh hơn so với đằng trước. Như vậy chẳng hạn, khi xảy ra hiện tượng này thì giống như kiểu là khi các bạn đi dép mà một bên cao một bên thấp vậy, cảm giác thì cực kỳ là khó chịu và không thoải mái một chút nào. Lý do là lúc này bề mặt tiếp xúc của phía bên dưới chuột và mặt pad không còn là một mặt bằng phẳng nữa. Một vấn đề khác tệ hơn so với việc mòn đó chính là việc bong feet. Lý do đơn giản có thể chỉ là lớp keo gắn dưới không đủ chặt hoặc là do thời tiết nóng quá khiến cho nó keo bị chảy ra. Vì vậy mà feet bị rời ra. Một lý do không thể tránh khỏi đó là ví dụ như các bạn sửa chuột, sửa mắt đọc rồi sửa cuộn các kiểu bên trong, thì với một số loại chuột như con G52 này thì các bạn bắt buộc phải tháo feet ra và sau đó vặn ốc. Chẳng may trong quá trình như vậy thì đánh mất feet thì tự nhiên feet của bạn sẽ bị mất đi một cái. Chính vì vậy hiện tượng này cũng khá giống mòn feet khi mà các bạn giống như là các bạn có một chân đi dép một chân không tập tễnh chẳng hạn. Tuy nhiên nó còn nặng hơn cả mòn feet. Nhiều bạn đưa ra giải pháp đó chính là bóc hết tất cả feet còn lại ra và dùng, thế là nó bằng phẳng. Tuy nhiên thì cái này không phải là giải pháp hay, bởi vì là nó giống như mình đã nói lúc đầu, làm như vậy thì chú chuột của bạn sẽ không còn feet nữa và cái bề mặt dưới của các bạn sẽ tiếp xúc hoàn toàn với pad và nó tất nhiên rồi không phải là một mặt phẳng, thế nên độ ma sát rất cao. Hai vấn đề về feet là như vậy, mặc dù rất thường gặp, tuy nhiên cách khắc phục của nó thì lại cực kỳ đơn giản và các bạn có thể hoàn toàn tự làm được, đó chính là mua feet để thay. Tuy nhiên giống như con người chúng ta thì có người đi giày to, có người đi giày bé, feet chuột cũng như vậy. Nhưng mà lại còn dị hơn, bởi vì mỗi con chuột lại có những kiểu feet khác nhau. Như các bạn nhìn thấy ở đây, con Rival 100 của C-Series và con G52 của Logitech có kiểu feet cũng như là kích thước feet hoàn toàn là khác nhau, thế nên là các bạn khó có thể dùng chung được. Tất nhiên thì có người làm chuột thì chắc chắn cũng phải có người sản xuất feet chuột. Và có lẽ phổ biến nhất ở Việt Nam đó chính là hãng feet chuột có tên là Hotline Game. Trên thị trường còn nhiều hãng khác nữa, tuy nhiên thì có vẻ như là giá thành của nó khá đắt đỏ, cũng như là hoặc là có vẻ loại giá thành rẻ hơn, chất lượng không bằng. Thế nên là loại này là loại phổ biến nhất. Loại này thì không chỉ phổ biến tại Việt Nam mà ở các nước phương Tây, trên những trang thương mại điện tử lớn như là eBay hay là Amazon thì các bạn có thể dễ dàng tìm được thương hiệu feet này. Nó cũng khá phổ biến với chất lượng tốt, tuy nhiên lại giá thành hợp lý.
Quay trở lại với câu chuyện là mỗi chuột một loại fit thì hãng này họ cũng làm từng loại fit cho từng loại chuột luôn. Từ những mẫu cổ đại như là IE 1.1, IE 3.0 cho đến những mẫu mới hơn như là DI Logitech G403 mới ra, hay là những mẫu tầm trung trung mà phổ biến như là Rival 100, DA đều có hết, các bạn không phải lo. Ví dụ như đây là các loại fit mình lấy ở cửa hàng Playzone, và tất nhiên là các bạn có thể hoàn toàn mua được trên web hoặc đến cửa hàng xem mua. Ở đây ví dụ mình sẽ có con fit của con chuột Zowie ECA, hay là con fit của con chuột G403, một con chuột rất mới của Logitech. Tiếp đến là fit DA rất phổ biến rồi. Mình có fit của con chuột là G502, v.v. Rất nhiều loại, đây không phải là số lượng tất cả, nên các bạn có thể lên web và xem. Cái mẫu quá dị thì sẽ không có thôi, nhưng mà vẫn có cách giải quyết, tí nữa mình sẽ nói sau. Nhắc lại một lần nữa là có thể truy cập vào website playzone.vn hoặc là đến cơ sở cả ở Hà Nội và Hồ Chí Minh của Playzone đều có hết. Các bạn sẽ thấy thị trường bây giờ nó sẽ có hai phiên bản. Đầu tiên là phiên bản 2.0, là phiên bản cũ hơn, là phiên bản rất thường gặp rồi và hầu như là từ trước giờ ai cũng thay sử dụng phiên bản này. Và một phiên bản mới ra mắt đó chính là phiên bản 3.0. Và thực ra thì hai phiên bản này nó chả khác gì nhau cả, bên trong giống nhau, chỉ khác cái vỏ bên ngoài một chút là cái này to hơn này, và giá nó đắt hơn là 120.000, cái này là 80.000. Còn bên trong thì con này khác một cái duy nhất, đó chính là nó thêm một cái miếng khăn để các bạn có thể lau. Khăn này thì chất liệu giống cái khăn lau kính thôi, cũng không có gì là quá khác biệt cả, và thêm logo của Hotlines ở đây. Chỉ khác duy nhất vậy thôi, chứ bên trong nó vẫn sẽ có là đầu tiên chắc chắn là hai miếng fit chuột. Thực ra không phải là hai miếng mà là hai bộ, chính xác thì là hai bộ. Hai bộ này các bạn có thể thay được hai lần, ví dụ dùng xong bộ này thay được khoảng 4 tháng, dùng xong vứt đi, tháo ra và thay bộ này vào. Đó là lý do tại sao chúng ta mua một túi nhưng lại có thể thay được hai lần. Miếng vải này thì bên trong có chứa cồn để các bạn có thể lau phần keo thừa khi mà bóc cái fit cũ ra. Vậy thì chốt lại, bên trong chúng ta sẽ có như thường lệ này, trong cái hộp to thì sẽ có thêm một cái khăn này, và thêm vào đó là một cái hai cái rẻ lau cồn có thấm cồn để các bạn có thể lau phần keo thừa. Như thế này là toàn bộ phụ kiện bên trong, có thêm một cái tờ hướng dẫn nữa. Đó là toàn bộ phụ kiện bên trong một cái hộp fit. Bây giờ thì mình sẽ thay cho các bạn xem. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với con chuột khá đơn giản, đó là chính là con Logitech G403 đi. Con chuột này thì thực sự nó rất là đơn giản, chỉ có 3 fit mà thôi. Xem nào, 3 fit đúng, 3 fit ở đây và ở đây. Nó thay rất dễ dàng. Các bạn sẽ bóc phần này ra, nếu như mà quá khó khăn thì các bạn có thể dùng một cái phần dao dọc giấy hoặc là cái gì đó sắc nhọn đều có thể được. Đó, các bạn sẽ bóc phần fit dưới này ra. Trong một số trường hợp thì ví dụ như mình bóc ở đây nó sẽ còn dính nguyên cái keo. Nếu như các bạn cảm thấy là cái phần keo bóc ra này nó không bị kiểu mấp mô quá thì có thể để nguyên được. Hoặc là nếu không thì để cho chắc thì các bạn hãy cứ dùng cái phần vải cồn này và sau đó lau hết cái phần keo này đi. Tuy nhiên thì với một số con chuột lau nó sẽ là rất là khó khăn. Thế nên là nếu như các bạn muốn thì chỉ cần lau tạm qua qua cho nó khá bằng nhau được rồi. Mình thấy cái phần này của nó khá là phẳng rồi, thế nên là cũng không cần thiết phải lau kỹ quá cái phần keo này. Còn với một số con chuột mà cái phần keo của nó còn tồn tại khá nhiều, ví dụ như con Logitech G502 này, thì theo mình là các bạn nên bóc ra và dùng cái cồn đó lau cho khi nào nó hết cái phần keo đi. Sau đó thì mới dán fit vào, thì lúc đấy thì cái fit nó sẽ bám chắc hơn, cũng như là khi các bạn sử dụng sẽ tốt hơn là như các bạn không lau. Đó, sau khi lau xong rồi thì các bạn có thể thấy, nếu như các bạn mua cái loại mà 120 là cái loại to phiên bản 3.0 thì sẽ có cái khăn như thế này. Các bạn có thể dùng nó để lau cái cồn đi. Thực ra chẳng thiết đâu, các bạn lấy cái khăn lau kính bình thường cũng lau được. Nhắc lại một lần nữa là nếu như các bạn cảm giác như cái phần này nó vẫn hơi bị mấp mô thì nên cạo hết cái phần keo này ra, như là mình làm với con Logitech G502 này, thì giá nó sẽ chắc chắn hơn. Tí mình sẽ dán con này cho các bạn xem. Bây giờ thì mình sẽ dán vào rất là dễ dàng thôi. Mình sẽ bóc một cái này ra. Theo mình thấy hãng bảo đó là đợi khoảng 30 giây sau đó bóc phần này ra là các bạn thể có thể sử dụng như bình thường. Mới đầu thì có thể là nó chưa chặt lắm, tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng các bạn thường thường sẽ ấn chuột xuống, thế nên là càng ngày nó sẽ càng chặt hơn. Các bạn không phải lo là đang dùng thì bị tuột fit. Tuy nhiên thì như mình nói rồi, tuổi thọ của một loại fit này thì chỉ khoảng tầm từ 4 đến 5 tháng mà thôi, nó sẽ không thể bằng được so với fit gốc của nhà sản xuất được. Thế nên là các bạn sẽ dùng phần còn lại để 4 và 5 tháng sau thay, đỡ phải mua cái túi fit mới. Đây, như thế này các bạn thể dụng được rồi. Không sợ bị bong, mình có di như này thì nó cũng không bị bong ra. Là loại fit đơn giản, còn với con Logitech G502 như mình nói rồi, con này thì phức tạp hơn một chút. Nó có đến 6 cái fit, và những cái fit này thì khi các bạn bóc ra nó sẽ thừa rất nhiều cái phần keo. Và phần... Ồ, nó bay cả phần này ra rồi. Nó sẽ thừa cái phần keo như thế này. Đó,
những cái phần keo mà thừa mà nhấp nhô như thế này thì mình khuyên các bạn nên lấy cái rẻ cồn lúc nãy và lau đến khi nào mà nó hết cái phần keo thừa đi, sau đó mới lắp vít. Lau vào các bạn có thể lấy những cái vật nhọn, ví dụ như là vật, không phải vật nhọn mà vật sắc, như là cái thẻ ATM, thẻ sinh viên các thứ, sau đó là lau hết cái phần keo này đi cho nó sạch hoàn toàn đi rồi mới lắp vít vào. Đó, chẳng hạn như này, mình chỉ ví dụ một cái mà thôi, chứ ra thì lắp lại khá mất thời gian vì 6 cái fit lận. Đây, sau đó lấy cái rẻ, nếu như bạn không có thì như mình nói rồi có thể lấy cái rẻ khác. Rẻ này được cái là nó sẽ không bị thấm cái phần bông vải vào trong cái chỗ fit. Đây mình lau cũng chưa sạch lắm đâu, nhưng mà như này cũng là tương đối rồi nếu như các bạn vội. Còn không, nếu có thời gian thì có thể cạo hết ra. Đấy. Sau đó thì mình sẽ lấy một cái fit của con G502. Đó, như thế này là các bạn lắp fit vừa, là một con fit mới toanh cho con G502. Fit khá cũ và bị bong rất nhiều của mình rồi. Thường thường những loại fit này sẽ có độ dày đó là 0,6mm. Tuy nhiên thì có cái fit của con Rival 100 là dày 0,81mm mà thôi. Thế nên là các bạn nên để ý khi mà mua, hầu hết nó đều là 0,6. Thế nên là nhớ xem kỹ trước khi mua. Đó là cách gắn đối với những con chuột mà có cái fit làm sẵn. Vậy thì với những con chuột mà cực kỳ độc và lạ như là con Mionix Neos 3002 này, thì làm thế nào để có thể gắn fit cho nó trong khi các bạn không có cái túi sẵn cho con này? Thì đó lúc bạn có giải pháp, đó chính là sử dụng cái miếng fit tự cắt, hay mà nó gọi đó là do it yourself. Đây sẽ là cái miếng fit tự cắt, các bạn nhìn đây nó sẽ có chữ là D, Y ngắn và Y dài, tức là do it yourself. Ở đây thì các bạn bóc ra sẽ thấy bên trong chúng ta sẽ có một cái tấm như thế này. Thực ra tấm này thì mình cắt rồi, mình đã thử thay lúc đầu rồi. Và vẫn như thường lệ, chúng ta sẽ vẫn có những cái phụ kiện y hệt những cái con kia, chả khác gì cả. Với tấm này thì cách thay nó sẽ lằng nhằng hơn một chút, đó chính là các bạn sẽ phải bóc cái fit cũ ra. Con này khá là khó bóc fit. Bóc cái fit cũ ra, các bạn bóc cẩn thận, bóc tương đối cẩn thận để nó không bị biến dạng. Sau đó là các bạn lấy cái fit cũ và gắn vào đây. Mỗi người sẽ có một kiểu thay khác nhau, tuy nhiên thì mình thay thường thường thay như thế này. Gắn vào đây, sau đó các bạn lấy cái này và cắt theo cái hình dạng của cái fit cũ. Cái này thì để cho cắt đẹp hay không sẽ tùy thuộc vào cái độ khéo của bạn. Nếu như mà các bạn không thể cắt khéo được thì cắt nhỏ đi cũng được, không sao. Nhưng mà đừng cắt thừa, bởi vì cắt thừa thì nó sẽ không thể nào mà fit vừa cái lỗ, cái khe, cái khay của cái fit cũ được. Thế nên là nếu như các bạn cắt nhỏ hơn một chút thì cũng không sao, không vấn đề gì hết. Như ở đây thì mình đã cắt xong cái fit và mình sẽ bóc cái fit cũ ra. Chúng ta sẽ được cái fit mới như thế này. Mặc dù không được đẹp lắm và không giống fit cũ, nhưng mà cứ vừa là được, đúng không? Ở đây thì có vẻ là không vừa lắm. Vậy thì mình sẽ cắt thêm một chút nữa. Cắt nhỏ hơn thì cũng không sao, nhưng mà không để không vừa, bởi vì như vậy thì nó sẽ chờm ra cái phần viền của cái khay. Đó, thì chúng ta sẽ ở phần dưới sẽ có một cái lớp dính nữa để bảo vệ phần mặt dính. Sau đó là cũng như thường lệ thì các bạn lấy cái miếng cồn và lau cái chỗ này đi cho nó sạch, sau đó đợi khô rồi lắp cái miếng fit vừa cắt vào. Đó là các bạn đã có một cái fit tự cắt hoàn thành cho chiếc Mionix Neos 3002 này, trong khi mà không có fit của hãng dành cho nó. Đó, mặc dù là không được đẹp và giống như là fit của hãng, tuy nhiên thì nó vẫn fit vừa cái phần khay này, thế nên là các bạn vẫn có thể sử dụng như bình thường được. Đó là cách sử dụng với những chuột mà các bạn không thể nào mua được fit có sẵn của hãng. Nếu như các bạn mà lười không tự cắt được hoặc là cắt xấu thì có một giải pháp khác, đó chính là có thể dùng fit của con IE 1.1 và 3.0, tức là những cái fit có hình dáng là tròn và nhỏ. Với những cái fit này thì hầu hết nó đều vừa những cái khay của các fit của các chuột khác. Và đây sẽ là cái fit của con chuột IE 3.0 và 1.1. Đây các bạn bóc nó ra và gắn vào đây thì vẫn là vừa. Đó. Nếu như mà chỗ khay nhỏ hơn như thế này thì các bạn có thể cắt nhỏ đi và gắn vào, hoàn toàn có thể sử dụng được. Đó là với giải pháp mà các bạn không thể nào cắt vừa được và không khéo tay thì như vậy thôi, chứ còn dùng fit tự cắt và cắt chuẩn thì vẫn là tốt nhất. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn về như thế nào là fit chuột này, các vấn đề thường gặp và cách khắc phục. Vậy thì nếu như các bạn có thắc mắc hay muốn thảo luận gì, hãy comment ở ngay bên dưới. Và nếu như các bạn xem xong video này mà muốn thay luôn chiếc fit chuột của mình thì có thể truy cập vào link cũng như là xem giá bán mình để ngay trong phần mô tả. Như mình đã vừa trình bày rồi thì các bạn có thể hoàn toàn là tự mua fit về và thay, hoặc là đến ngay cơ sở Playzone tại Hà Nội hoặc là Hồ Chí Minh đều có thể được. Như thường lệ thì đừng quên bấm like, share video này và bấm nút theo dõi. Mình là Dũng và đây là Playzone TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.